tôi có thể nhiễm herpes sinh dục khi ngồi chung bệ xí toilet với người khác không? Vâng, xin mong bác sĩ giải đáp ạ. Vâng, cảm ơn MC, cảm ơn bạn Sơn. Cái câu hỏi của bạn Sơn đặt ra thì là cũng là nói chung là khá là phổ biến trong quá trình ngồi phòng khám và tư vấn hay là tư vấn qua các phương tiện website thì tôi cũng rất hay gặp. Vậy thì để mình trả lời cái câu hỏi đấy thì mình phải biết là herpes là một loại bệnh truyền nhiễm và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nó là một dạng virus. Do vậy thì cái con đường lây từ trước đến nay thì theo Ivan cũng như theo các cái hội hộ chuyên ngành thì vẫn chủ yếu là vẫn qua đường da và niêm mạc tiếp xúc trực tiếp. Do vậy thì khi mình quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình thì nó cái đấy là cái con đường mà lây phổ biến nhất. Còn qua các cái con đường lây khác thì theo các cái nghiên cứu báo cáo ghi nhận thì gần như là không thể, đặc biệt là trong trường hợp của bạn thì là ngồi chung vệ sĩ thì thực ra thì ngoài môi trường thì virus nó không thể tồn tại lâu được. Do đấy thì bạn hoàn toàn yên tâm với cái trường hợp là khi bạn ngồi vô tình ngồi chung vệ sĩ hay là một cái vị trí nào khác đó thì cái khả năng lây bệnh hoặc là bị bệnh lây truyền, đặc biệt là cụ thể là herpes thì là không thể. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Tuấn ạ.